Bố. Mẹ, vài năm qua ở hải ngoại, con đã để ý thấy mọi nước dân chủ đều có tự do tôn giáo. Chỉ có các nước cộng sản là không có tự do tôn giáo. Lời xuất hiện trong xác thịt, ông lấy được thứ này ở đâu vậy? Tôi tìm thấy trong phòng của Tiểu Nghị. Chúng tin vào Đức Chúa Trời toàn năng sao? Con nói rõ cho bố biết, chuyện này là sao đây? Đức Chúa Giê-xu đã trở lại, chính là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người và tiết lộ những lẽ nhiệm màu của Kinh Thánh. Bố đã làm việc ở mặt trận thống nhất quá lâu rồi. Bố đã thấy rõ, Trung Quốc là vùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu con tin vào Đức Chúa Trời thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lấy mạng con. Vậy nên con tuyệt đối không được tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời toàn năng đã đến thế gian trong những ngày sau rốt để bày tỏ lẽ thật nhằm thanh tẩy và cứu rỗi nhân loại. Chuyện này như tia chớp trong bầu trời soi sáng thế gian tăm tối, để cho con người thấy được rằng sự công chính đã ngự xuống trần gian. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ khước từ chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng, họ còn chống đối và lên án Đức Chúa Trời toàn năng. Đây chẳng phải là ngang ngược và phản động sao? Bố là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người vô thần, bố không thể tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở đâu trên đời này chứ? Đấng Christ ở đâu? Đấng cứu độ ở đâu hả? Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa sụp đổ, các con không được tin vào Đức Chúa Trời hay rao giảng phúc âm. Bố, tin vào Đức Chúa Trời là chính đáng phải đạo và là quyền con người, không ai có quyền can thiệp. Nhân loại được Đức Chúa Trời tạo nên, chính đạo trong đời người là tin và dân phục Đức Chúa Trời. Bố, đừng theo Đảng Cộng sản Trung Quốc mà chống đối Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời toàn năng phán, nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một vận mệnh tốt đẹp, thì con người phải khấu đầu thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn năn và xưng tội trước Đức Chúa Trời. Nếu không, thì số phận và đích đến của con người sẽ là một thảm họa không thể tránh khỏi. Nói gì đi chăng nữa, các con vẫn là con của bố, và bố sẽ không cho phép các con tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật chuyên quyền, nó ngang ngược xen vào tự do tín ngưỡng của nhân dân. Bố à, nếu bố cưỡng bách áp đặt chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nhà ta, thì gia đình ta có còn là gia đình nữa không? Bố chẳng nói rõ rồi sao? Nếu bọn mày tin vào Đức Chúa Trời toàn năng thì mau cút khỏi đây. Ông theo Đảng Cộng sản Trung Quốc để đàn áp và bách hại những người tin vào Đức Chúa Trời, đánh con mình ông cũng không tha luôn sao? Tại sao ông dân phục Đảng Cộng sản Trung Quốc quá vậy? Con tin vào Đức Chúa Trời toàn năng, đó là lựa chọn của con, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.